Vâng, Thiết Định xin chào toàn thể quý anh chị nha. Tiến độ nhà xe 5 tầng đấy quý anh chị ạ. Đây khu Hải Âu. Đang đổ mái tầng 5 rồi. Rất là nhanh luôn. Tiến độ thì phải nói là nhanh khủng khiếp luôn. Hải Âu 3 ở đây thì cũng có một số căn đang thiết kế, đang thi công rồi. Hầm thì rất là rộng luôn quý anh chị ạ. Mới tuần trước thì Thiên Định cũng đã quay tiến độ cho cô chú anh chị xem rồi. Tuần này hôm nay đang là thứ thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ thứ tư, ngày 11 tháng 11. Định xuống quay một xíu. Sàn này, sàn ở khu vực này là nhà bến xe buýt để của chương trình này. Bến xe buýt là khu vực này. Tính là cái bến xe buýt này cũng rất là rộng luôn. Bên đây là nhà xe 5 tầng, còn bên này là bến xe buýt. Có tầng hầm của chúng chị nhá, có tầng hầm. Khu vực thương mại dịch vụ thì hầu như là đã xong rồi, lắp cửa cuốn là xong rồi. Đây, hệ thống cửa cuốn là lắp rồi cô chú chị nhá. Coi như là bên trong bên ngoài là hoàn thiện xong rồi. Chờ bàn giao thôi. Đây là những cái căn Hải Âu 03. Cô chú chị chúng ta ai quan tâm đến Hải Âu 03 loại shop house song lập 150 m thì liên hệ trực tiếp với Thiên Định nhá. Đang có rất nhiều căn ở đây, đang chủ nhà đang muốn bán, giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá trị dao động tầm khoảng từ 11 tỷ 6 đến 12 tỷ. Tiến độ người làm thì cực kỳ đông luôn. Bên khu thương mại dịch vụ thì đang trồng cây rồi quý anh chị nhá. Hoàn thiện bên trong xong rồi, lắp cửa cuốn xong hết rồi, chờ bàn giao thôi. Và bây giờ đang trồng cây và trang trí vườn hoa và kiểu cảnh bên ngoài, cũng như là bể kiểu như là đài phun nước bên ngoài đang ốp và đang hoàn thiện bên ngoài trang trí thôi. Còn hầu như là tiến độ thi công bên trong thì xong hết rồi. Đấy quý anh chị chúng ta nhìn thấy là lắp cửa cuốn rồi. Tầng 1 đã lắp cửa cuốn rồi. Bây giờ đang là buổi trưa, gần 11 giờ. Mọi người đang chuẩn bị nghỉ trưa đây. Công nhân đã chuẩn bị nghỉ rồi, đang về rồi. Tiến độ tại khu thương mại dịch vụ Hải Âu này cũng như là nhà để xe 5 tầng bến xe buýt thì tiến độ rất là nhanh luôn. Như này là đã xong rồi. Bến xe buýt thì thực ra là sau này chắc là sẽ có nhà điều hành cũng như là trạm xe buýt hoặc là trạm xoát vé rồi có kiểu như kiểm cổng vào lối xoát vé thì khả năng là đầu kia sẽ là lối vào, còn đầu này sẽ là lối ra. Nhưng mà hiện tại lối ra chỗ nào thì Thiên Định vẫn chưa chắc chắn. Đấy. Đường này là sẽ Hải Âu 3 này thì những cái căn này là căn chính nam đi thẳng lên trung tâm thương mại Vincom. Vị trí đi ra trung tâm thương mại rất là gần luôn. Và những cái căn Hải Âu 3 này đối diện với nhà để xe 5 tầng, đối diện với khu thương mại dịch vụ là phố đi bộ và bến xe buýt thì sau này cực kỳ sầm uất luôn. Những cái shop
shop house này thì sau này Thiên Định phải đánh giá là vị trí của nó là vị trí vàng luôn cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị chúng ta hãy tưởng tượng là cái căn shop house của chúng ta nó lúc nào cũng có người đi qua đi lại, đúng không ạ? Và cái tuyến xe buýt này là cái tuyến xe buýt nó giống như cái tuyến xe buýt của Mỹ Đình này, Giáp Bát này. Tại vì sao? Thành phố Vinhome Ocean Park nó không khác gì một cái thành phố riêng biệt, đúng không ạ? Là một cái giống như một cái quận, gọi là quận riêng biệt luôn. Đấy, và cái số lượng cư dân của nó còn nhiều hơn những cái quận bình thường luôn. Thì chắc chắn là cái lượng cư dân đi qua đi lại rồi đi xe buýt rồi cái những cái tuyến giao thông mà xung quanh, tập trung xung quanh cái nhà để xe 5 tầng này và cái bến xe buýt này nó sẽ cực kỳ đông luôn. Và Thiên Định chắc chắn là sau này những cái shop thương mại dịch vụ, đúng không ạ? Rồi những cái căn shop house tại Hải Âu 03 này sau này sẽ cực kỳ sầm uất luôn. Đấy, nó sẽ rất là sầm uất luôn cô chú anh chị nhá. Cho nên nếu cô chú anh chị nào chúng ta chưa nhìn nhận ra được thì Thiên Định phân tích và cô chú anh chị chúng ta hãy nắm bắt và lựa chọn cho mình những cái căn shop house nó gần ở cái khu vực này. Khu vực này sau này sẽ là trung tâm và trung tâm nhất của dự án luôn. Sau này cái khu Hải Âu nó giống như một cái chợ cực kỳ sầm uất tại Vinhome Ocean Park. Tại vì sao? Là tất cả những cái căn shop house, tất cả những cái căn biệt thự tại Vinhome Ocean Park và khu Hải Âu thì đều là shop house. Đấy, khu Hải Âu tất cả các căn đều là shop house anh chị nhá. Các khu khác thì chỉ có những cái căn ở mặt đường lớn mới là shop house thôi, nhưng mà riêng khu Hải Âu thì tất cả các căn đều là shop house. Bên trong có trung tâm kiểu như là trung tâm nhà để xe, trung tâm bến xe buýt, có những cái phố đi bộ để sau này tập trung kinh doanh buôn bán. Đấy, cô chú anh chị chúng ta nhìn thấy những cái căn shop house thương mại dịch vụ Hải Âu 50 năm này thì cô chú anh chị chúng ta thấy được là chủ đầu tư thiết kế theo một cái phong cách là phong cách để mà kinh doanh luôn, tầng 1, tầng 2 làm rất là đẹp luôn. Đấy, thì cô chú anh chị chúng ta nhìn thấy là cô chú anh chị chúng ta nắm bắt được là sau này để mà sau này chúng ta không phải hối hận luôn, tại vì bây giờ mua thời điểm này đang giá cực kỳ tốt. Và để sau này nó tiềm năng thì lúc đấy chắc chắn không bao giờ còn cái giá như này nữa. Tại vì sao? Khi mà cái dịch Covid nó được khống chế cũng như là cái tình hình kinh tế nó dần dần ấm lên thì chắc chắn là những cái căn shop house, đặc biệt là những cái căn gần với trung tâm thương mại, gần với nhà để xe, gần với bến xe buýt thì sau này nó sẽ rất là hot luôn của chính chị ạ. Vâng, Thiên Định xin chân thành cảm ơn và để cô chính chị đã theo dõi video của Thiên Định nha. Chúc cô chú anh chị chúng ta có một ngày làm việc sức khỏe hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Hãy nhớ ấn nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha cô chú anh chị nhá. Thiên Định rất là cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã có những ý kiến đóng góp giúp Thiên Định ngày càng phát triển hơn, đúng không ạ? Thiên Định rất là biết ơn điều đấy. Vâng, và Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.